Thưa quý vị, năm học 2021-2022 là năm đầu tiên thực hiện đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa với học sinh lớp 6. Một trong những điểm mới là xuất hiện các môn tích hợp từ nhiều đơn môn. Theo đó, từ bậc trung học cơ sở sẽ không còn các môn lịch sử, địa lý, thay vào đó là môn tích hợp khoa học xã hội. Các môn vật lý, hóa học, sinh học đơn lẻ được thay thế bằng môn tích hợp khoa học tự nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc các giáo viên vốn dạy đơn môn nay sẽ chuyển sang dạy liên môn. Dù Bộ Giáo dục Đào tạo đã có hướng dẫn các trường, tuy nhiên do phần lớn giáo viên không được đào tạo dạy tích hợp, nên nhiều trường phải phân công giáo viên dạy các phân môn theo đúng chuyên ngành được đào tạo. Tại thành phố Vũng Tàu, nhiều trường trung học cơ sở vẫn đang dạy song song các phân môn trong môn tích hợp khoa học xã hội lẫn khoa học tự nhiên lớp 6 chương trình giáo dục phổ thông mới, giống như dạy riêng rẽ đơn môn trước đây. Thế nên, khi dạy bộ môn tích hợp, vẫn phải có từ 2 đến 3 giáo viên cùng đảm nhiệm. Khó khăn là bản thân tôi chỉ có đào tạo môn lịch sử, không có đào tạo môn vật lý địa lý. Cho nên là với cái bộ môn tích hợp này thì vẫn phải 2 giáo viên dạy trong một cuốn sách. Cũng có một số trường trung học cơ sở đã phân công một giáo viên đảm trách dạy môn tích hợp, tức đảm đương cả 2 đến 3 phân môn. Tuy nhiên, đối với phân môn giáo viên chưa được đào tạo, việc soạn giáo án và truyền đạt kiến thức cho học sinh dễ hiểu và nắm sâu vấn đề gặp không ít khó khăn. Chẳng hạn, giáo viên được đào tạo chuyên môn ngành lịch sử nhưng phải dạy cả môn địa lý. Giáo viên được đào tạo chuyên ngành vật lý nhưng phải dạy cả kiến thức của môn hóa học và sinh học là điều không dễ dàng. Bản thân tôi thì là một giáo viên được đào tạo chuyên ngành môn vật lý mà bây giờ dạy tích hợp các môn khoa học tự nhiên thì tôi cũng có một số những cái khó khăn trong cái phân môn mà mình chưa được đào tạo. Do là bản thân thì cũng đã được bồi dưỡng ở cái chương trình VNN cho nên là cô nghĩ là khả năng của mình thì tôi có thể là đảm nhận được cái chương trình khối 6. Tuy nhiên thì khi mà lên đến khối 7, khối 8, khối 9 thì cái chương trình nó sẽ được nâng cao hơn. Thì đối với giáo viên mà chỉ có 2 phân môn sẽ gặp khó khăn. Dạy học tích hợp là một trong những giải pháp để phát triển năng lực của học sinh. Khi học tích hợp sẽ thiết lập các kiến thức một cách logic, bên cạnh đó cũng sẽ giảm tải những kiến thức không cần thiết, tăng cường những kiến thức hữu ích, có khả năng áp dụng trong đời sống. Tuy nhiên, do việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chưa theo kịp với những thay đổi của chương trình mới, sách giáo khoa mới đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho đội ngũ giáo viên, không chỉ về kiến thức mà còn về kỹ năng phương pháp giảng dạy. Bởi dạy tích hợp liên môn, đòi hỏi giáo viên phải có kỹ năng tổ chức các hoạt động trong lớp học để đảm bảo tính linh hoạt, thực tiễn, có tính vận dụng cao, đáp ứng yêu cầu của chương trình. Tuy nhiên, do các điều kiện khách quan, trong đó có ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khiến hoạt động dạy học trực tiếp phải chuyển qua gián tiếp, cùng với đó là việc bồi dưỡng giáo viên chậm so với lộ trình. Bên cạnh đó, các tài liệu dạy tích hợp vẫn chưa đầy đủ, nên các trường chủ yếu phân cho giáo viên các bộ môn tự phối hợp thiết kế bài giảng và kế hoạch giảng dạy. Để việc giảng dạy tích hợp liên môn đạt hiệu quả, các trường và địa phương đang tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp. Rút kinh nghiệm từ năm học này, các trường cũng đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo sớm có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở những môn học liên môn để triển khai thuận lợi hơn cho kế hoạch đổi mới năm tiếp theo. Còn về lâu dài, cần đào tạo một đội ngũ giáo viên mới phù hợp với chương trình mới.